Tôi chưa bao giờ coi hôn nhân là trò đùa hết. Nếu như tôi thực sự ngoại tình, có lẽ bây giờ các anh chị không phải là xử một vụ ly hôn đâu, mà rất có thể là một vụ án mạng đấy. Mà biết đâu, biết đâu khi anh mở lại phiên tòa, tôi sẽ không còn ở trên cõi đời này nữa. Cô ơi, cô này là... Đây là Vân, thư ký văn phòng công ty. Dạ. Chào Vân, anh tên là Đức. Ngày hôm nay anh đi làm lần đầu tiên. Và anh sẽ là... Bố ơi, bố cho con vị trí gì? Bố nhanh không giới thiệu với bạn. Trợ lý. Anh sẽ là trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị. Tỏ hết đấy. Thú thật với anh, thời gian này tôi rất bận. Vừa phải đảm bảo doanh số kinh doanh, lại có tí cơ cấu. Có chút quà mong anh nhận cho. Ê ê, việc đã đâu với đâu đâu. Anh cứ nhận cho tôi vui lòng. Xử phạt bị cáo Huỳnh Đài Long 10 năm tù. Thể dừng lại nếu chưa tìm ra sự thật. Đây là một vụ phức tạp nhưng không ngờ lại phức tạp đến như vậy. Tuyệt đối không được nói về chuyện đó. Cậu có biết tại sao tôi lại muốn giao án hình sự cho cậu không? Tôi sợ rằng ân oán kiếp trước sẽ không buông tha cậu ta. Xử phạt bị cáo Huỳnh Đài Long 10 năm tù. Không thể dừng lại nếu chưa tìm ra sự thật. Đây là một vụ phức tạp nhưng không ngờ lại phức tạp đến như vậy. Tuyệt đối không được nói về chuyện đó. Cậu có biết tại sao tôi lại muốn giao án hình sự cho cậu không? Tôi sợ rằng ân oán kiếp trước sẽ không buông tha cậu ta.